Công ty Mi Motor xin kính chào quý khách. Sau đây sẽ là motor giảm tốc MRV trục ra trục vuông góc, công suất 0.12 kW, hay còn gọi là 120W. Đây sẽ là thông số tem của motor, điện áp 3 pha 380V, dòng âm tốc độ khoảng 1.310 vòng trên phút, dòng âm mê định mức là 0.44A, hệ số bảo vệ bụi và nước IP55, cấp chịu nhiệt của dây động là cấp F, chế độ làm việc liên tục S1. Motor 0.12 kW hay còn gọi 120W thì có thể phù hợp lắp với giảm tốc NMRV xe 40. Thì số truyền thì quý khách có thể lựa chọn từ 1/5 đến 1/100 tùy nhu cầu sử dụng. Đây sẽ là trục ra là trục âm, đường kính trục ra âm 18mm. Ngoài ra thì quý khách cũng có thể sử dụng trục dương, đường kính trục ra dương 18mm, chốt cà vét 6mm.